Hi, hey, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến mọi người về hai nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì thời gian từ nay đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 còn không nhiều, thời gian rất cấp bách. Do đó tại hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu nhanh chóng hoàn thành các nghị định liên quan tới tiền lương tối thiểu vùng, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội. Theo đó, phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban công tác tháng 6 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đốc thúc cán bộ ngành lao động Thương binh và Xã hội tập trung cao độ trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước hết, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc bộ cần chú trọng cho các công tác xây dựng thể chế, lấy đó làm kết quả để đánh giá xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quán triệt đến ngày 30 tháng 12, các đơn vị không hoàn thành công tác xây dựng thể chế thì người đứng đầu và đơn vị đều không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cần ra soát lại toàn bộ kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và chỉ đạo của cấp trên liên quan đến nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, người đứng đầu ngành lao động thương binh và xã hội lưu ý vấn đề quản lý, cấp 3 loại giấy phép là giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, giấy phép liên quan đến an toàn lao động và các loại giấy phép của đơn vị quản lý nhà nước. Ông nhấn mạnh, việc cấp phép phải đảm bảo công khai minh bạch thông qua bộ phận một cửa. Một điểm khác Bộ trưởng lưu ý, thời gian từ nay đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh lương tối thiểu vùng còn không nhiều. Vì lãnh đạo ngành lao động thương binh và xã hội sốt ruột với việc xây dựng các nghị định về tiền lương tối thiểu vùng, lương hưu, hướng dẫn chi trả chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Gắn với việc cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu quan điểm bảo vệ tối đa các chính sách liên quan để bảo vệ quyền lợi của các đối tượng chịu tác động. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu toàn ngành cần tập trung chuẩn bị, triển khai xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Ông nêu nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành toàn bộ những trường hợp trưng cầu giám định ADN, danh tính hài cốt liệt sĩ. Thêm vào đó, cơ quan quản lý phải xây dựng phương án trình chính phủ, thủ tướng chính phủ về việc tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ được giám định gen và giám định gen tất cả mộ liệt sĩ còn hài cốt hướng tới hình thành ngân hàng ADN, tinh thần được xác định là làm một lần để cho các thế hệ sau. Về vấn đề phân cấp phân quyền và phối hợp công tác, Bộ trưởng nhắc nhở, các đơn vị, thủ trưởng đơn vị cần tăng cường quan hệ công tác, trao đổi, chia sẻ, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, tất cả vì công việc và nhiệm vụ chung của bộ ngành. Bộ trưởng cũng nhắc nhở, cần bỏ suy nghĩ của anh, của tôi mỗi cá nhân đều có quan điểm riêng trong công việc, nhưng Bộ trưởng nhấn mạnh phải biết chia sẻ, phối hợp với nhau trong thực hiện, triển khai nhiệm vụ chung được giao phó. Như vậy là kênh vừa cập nhật xong đến mọi người, thông tin mới nhất về hai nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với con nhé.